Vâng, hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu những quảng bá của bác. Một lô loa, thì qua lô này em chưa lên sóng đâu bác nhé. Nhưng vì sao em lên sóng trước dòng Bát 25 này? Báo cáo bác ấy thì lô loa phên này em tổng cộng có ngoài 40 đôi nha, tổng cộng là 44 đôi. Thì trong đó mất 4 đôi là Bát 25, còn 40 đôi là Bát 30. Anh em là đi làm công trình, phòng hát hay gia đình là các bác phải lấy theo lô về các bác lắp phòng thì cực kỳ hợp lý nhá. Nhưng mà hôm nay vì là lẻ 4 đôi này thì em xin phép là sẽ xả thanh lý cho anh em. Thì nói đến các dòng loa phên thì có biết gì, nó dòng loa của Anh Quốc cực kỳ xịn sò và thị trường anh em bán cũng hàng mới rất đắt. Một đôi loa Bát 30 đâu đó khoảng gần 40 triệu, Bát 25 thì đâu đó nó khoảng 25 gần 30 triệu, nó cực kỳ đắt luôn vì đây là dòng loa của Anh mà. Và đối dòng loa này thì đắt, nó tiếng nó hay hơn nhiều so với cùng là Anh, thương hiệu Anh, nhưng mà cùng là của Anh, nhưng mà dòng đây do về DK thì DK nó không để ăn được dòng loa phên này. Vì sao? Thị trường hàng bãi vậy. Những dòng loa Bát 25 thị trường anh em bán đâu đó giá khoảng 6 triệu 8 7 triệu đồng một đôi. Nhưng hôm nay vì là lẻ mã được có 4 đôi thì em xin phép xả luôn cho anh em lấy lộc lấy lá trong clip này. Thì báo giá luôn cho anh em. Giá là 5 triệu 800 ngàn đồng đôi cho bác là nhanh tay nhá. Nhanh tay, những cặp loa xịn sò, zin xịn đẹp cho bác hôm nay. Hàng hôm nay em bán báo là báo hàng zin xịn đẹp. Nhưng tại sao những clip em đều nào xả cho bác cứ tầm những đô loa cứ nhà về lô, nhưng mà cái hàng nào về ít nó lẻ, tầm 5 6 đôi hay 4 5 đôi em đều xả vì nó không bõ để chia ra cửa hàng. Như vậy thì hai cơ sở bên em là cơ sở 1 ở miền Bắc 364 Quang Trung ở Đà Nội, cơ sở 2 48B cư xá Ba Điểm quốc lộ 2 quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại hai cơ sở thì biết thì phải số lượng loa nó phải về cũng như một mã này em không phải về tầm khoảng ít nhất từ 15 đến 20 đôi thì bõ chia, vụ chia ra một cửa hàng thì ít nhất phải 3 đôi, 3 4 đôi đúng không ạ? Thì hai cửa hàng nó mất chục đôi rồi. Chưa kể em bớt phải vài đôi ở nhà em đóng hàng bưu điện nữa. Chính vì vậy mà ở các clip ý, nó lẻ ít ít là em sẽ xả rẻ cho anh em. Nhưng bình thường nó về nhiều. Các bác có xem ở những clip sau vừa về nhiều cũng là mặt hàng này. Thì em vụ về nhiều thì em phải bán giá như bình thường. Như hôm nay về lẻ được 4 mã đôi thì em xin phép sẽ xả rẻ cho anh em. Sẽ lộc lá được sẽ cả tiền triệu của anh em rồi. Và tất nhiên báo cáo bác đi bán hàng đây là không ai chịu bán lỗ cả. Ít nhất là bán có thể bán bằng phân, bán có thể bán rẻ gần mức gọi là ở đây là lấy lại vốn về cho bác anh em với những cặp loa đẹp như hôm nay cũng như là số lượng có ít cho bác là nhanh tay liên hệ. Thì những cặp loa phên này biết thì cái thực chất từ cái bát rồi. Cặp loa phên xịn thì bác để ý một số đặc điểm với em giới thiệu sau đây. Thứ nhất là sử dụng bích từ. Con này bích từ khoảng 16 17 đúng nhá. Côn. À. Kẹp tay. Anh nhấc cho em với. Cái bích sắt của anh nhá, cái bích sắt nhìn nó bóng rất đẹp luôn. Có nhiều. Quá để xem những anh em review những con xịn ấy. Con xịn như em đang review này. Đấy. Cực kỳ đẹp. Ok, úp lên, nghiêng lên, nghiêng như vừa nãy. Thì nó hàn dây liền, không tháo lười tháo. Hàn dây liền. Thì đây nó sử dụng dây liền này. Thì ở đây bác nhìn thấy cái nhện nó này. Nhện nó keo vòng lên đây đổ keo. Đổ keo xong trên này nó bấm khuyên nó nhé. Nghĩa là khi bác rút ra một lần ý là cái khuyên này sẽ bị bỏ khuyên, nó mất khuyên và cũng như là mất keo. Đấy. Zin từ cái keo từ cái khuyên. Bấm khuyên ở cái nhện nhé, nó giữ lại. Và cái thứ hai đây là dòng loa mà có cực kỳ nổi tiếng của Anh Quốc. Nghe Anh Quốc thì dòng loa phên là của Anh Quốc mà. Thì họ đã có 50 năm tuổi đời về sản xuất âm thanh cũng sản xuất loa. Dòng loa phên này đi công trình cực kỳ nhiều luôn. Những bác nào để phòng hát, phòng bay các bác để ý loa phên cực kỳ nhiều. Chỉ có những phòng đẳng cấp nha, ở những phòng đẳng cấp thì mới lắp loa phên. Đấy. Thì giá cặp loa này rất là đắt. Cặp loa Bát 25 này vụ như bất thì những cặp loa như DK, vụ hàng Bát 25 mới thì giá thị trường sàn sàn đâu đó khoảng 15 16 triệu hàng mới, 17 triệu. Bát 30 thì nó loanh quanh hơn 20 một tí, nhưng cặp loa phên đụng vào những cặp loa phên thì Bát 30 nó là gần 40. Nó đắt ngang ngửa gần như JBL. Và cái thứ hai nữa là Bát 25 nó ngoài 20 nhưng bác mua hàng bãi rẻ 6-7%, em chào bán giá 5 triệu 8, nói rõ luôn các bác anh em. Cực kỳ đẹp nhé. Dòng này nó sử dụng này. Cân độ tổng dầu là 1-2-3-4 sóng, nó là 3 sóng nhưng mà gọi là 4 sóng, 1-2-3-4 cùng rất đẹp luôn, đẹp từ bát luôn, đánh tiếng trống cực kỳ chắc và sâu. Sau clip này em sẽ test luôn các bác cùng xem nhé. Nghiêng cho em với em phân tần. Đây quay là phần phân tần. Phân tần nó này sử dụng phân tần đen. Đấy, thấy chưa? Tụ toàn tụ nhập thôi nhá. Mã nó K10. Đấy. Cái điều quan trọng nữa đây là phiên bản đời cao nhất của dòng loa phên
ở phân khúc bát 25. Tại vì sao em phải nói từ đó? Thì báo cáo biết thì những dòng loa phên hiện trường ấy, anh em mua ấy, kể những hàng bãi về những phiên bản đời thấp ấy, thì các bác chỉ mua được những cái bát nó phên thôi, nhưng chép của nó có ở chép BNC chứ nó chưa phải bát của anh hẳn. Đấy. Nhưng hôm nay em giới thiệu đến các bác, nó là cái chép của nó của Anh Quốc luôn. Chép phên này, bác nhìn review, anh em review những cái hàng mới nhập hộp ấy. Bác nhìn củ chép phên của nó cực kỳ chất luôn nhá. Nó rất là to. Bác nhá, củ chép này là củ chép 330 luôn. Nó sử dụng cái gờ mặt này, nó sử dụng mặt bằng nhôm ốp vào, cái pích từ cực kỳ dày nên tiếng chép rất là sáng và sạch. Đó những gì mà dòng loa phên thể hiện. Giá 5,8 triệu đôi anh em nhé. Phên dòng loa của Anh Quốc. Tại vì đây mối hàn nó rất là đẹp nhé. Mối hàn của chép này em thấy mối hàn rất là đẹp nên em không tháo. Âm dương sẵn rồi. Đầu nhìn cái phễu này nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà trong củ chép to chà bá luôn. Củ chép to chà bá luôn nhá. Anh lấy thước đâu? Đo anh củ chép này. Đo chép này này. Đo đi. Đặt ngang đi đây, giữ cho. Chép từ 12 thôi nhá. Ở đâu? Đúng không? Ừ, 12. À, 11. 10 thôi các bạn. Chép nó chép từ 10. Chép từ 10. Cho em kích thước thùng ra. Với dòng này thì báo cáo bác thì ở vì nó lắp trong phòng hát nên là ở phòng hát đó họ dán cái tem của phòng hát này. Pure KTV. Cái tem của họ. Anh quay xem phần hậu, quay em phần hậu đi. Xem phần hậu với em. Các bạn thấy này, công suất là 300W, nghe là bình thường những dòng loa bát 25 thông thường chỉ dao động khoảng 200 đến 200W thì dòng này 300W và độ trở 8 ohm. Công suất rất là lớn luôn. Bác nhá. Hậu tím. Giải xuống 18 kHz. Đấy. Nào. Đo em cũng theo thùng nào. Sâu bao nhiêu? Quay mộc bãi chưa vệ sinh đúng nhá. Vậy thì về lô em chưa vệ sinh tí nào cả. Thì đánh đi nó sẽ trắng trắng cái điểm này này. Mình đè lấy cái bàn chải này. Sâu 39. Ok. Sâu 39 các bác nhá. Cao bao nhiêu? Cao 50. Cao 50, rất cao luôn nhá. Cao 50, ngang. Thiết kế thùng cân vừa vầu như kiểu mùa ngang 33. Ngang 33. Ok. Anh xoay cho em phần này xem nào. Hàng chút điện tràng rất là đẹp và đằng sau nó sẽ có phần hậu bên hậu của nó này. Cái hộp của nó này, cái hộp này để bác để chân chúng loa bác nhá. Loa bát 25 căng cài bên mép. Anh bật cho em nhạc lên nào. Ở đây em chưa kê nhá, em để dưới đất bác đánh nghe tiếng anh kê tốt như kê lên. Rồi được rồi, bật lên, vừa bật vừa bê lên kê lên cái con. Thôi em hãy về đi. Còn gì cho nhau, tôi ôm trọn vào lòng. Huyền thoại mơ hoang khi thức tình ở nghe trong lòng. Sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại. Đừng gầm cỡ nhau chi, lời chúa gió tình lỡ. Đánh tiếng bát không cần chút luôn. Nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại. Đừng gầm cỡ nhau chi, chúa son tình lỡ làng. Các bác có thể cảm nhận tiếng tiếng bát rất chắc. Nên ngại
lại đêm tối xa lầy vùng ma khói liều cháy. Đấy các bác nghe bật chay, mấy quả loa bật chay không qua thiết bị xử lý gì, qua mỗi đẩy ra thôi, một con đẩy cùi bắp bên đơn vị Yếu Minh ở phân khúc đẩy rẻ nhất, đó đẩy Cờ Đao 3.600, đây là con đẩy Arma Codex 5.000, đây là con đẩy mà hàng loại 1 Trung Quốc các nhá. Đấy mà bác ra có thể cảm nhận được chất âm, tiếng rất là hay rồi, chưa cần qua những con đẩy nó có chất lượng hơn nữa. Vì sao? Vì bản chất cái dòng loa này nó rất là hay rồi và được anh em bán rất nhiều rồi. Vì đây là những dòng loa của Anh Quốc xịn sò mà em muốn giới thiệu đến tất cả các bác anh em. Số lượng có 4 đôi cho những bác nào săn hàng. Một đôi loa này có chơi phù hợp cho những bác không gian rộng được nhá, không gian tầm khoảng 30m2. Là bác cũng chơi thoải mái luôn đôi bát 25 này, tiếng sáng lời rõ sạch sẽ uy lực, tiếng bát thì bác có đánh cảm nhận như gần không cần sút luôn. Đấy, vì sao? Vì bích từ rất là dày luôn nhé, bích từ rất dày, tiếng bát nó mềm. Khi bác chơi thời điểm này là người ta dùng một thời gian rồi, tiếng bát nó ra mềm chắc gọn sạch. Và một clip em Hiếu Minh đến đây kết thúc, cảm ơn bác xem một video của em, xin liên lạc chào tạm biệt tất cả bác nhé.